Đặng Văn Lâm và Xà Ngang cứu thua cho Việt Nam. Phản xạ xuất thần của thủ thành Đặng Văn Lâm cùng Xà Ngang cứu ít nhất 3 bàn thua cho Việt Nam ở trận giao hữu gặp Hồng Kông tối ngày 15 tháng 6. Đứng trên 52 bậc FIFA, lại được thi đấu trên sân Lạch Tray dưới sự cổ vũ của hơn 20.000 cổ động viên, nhưng Việt Nam thi đấu thiếu hiệu quả. Việc cắt tuyến thiếu liên kết, thi đấu có phần lỏng chân khiến khung thành của Đặng Văn Lâm nhiều phen sóng gió. Phút 21, trung vệ Đỗ Duy Mạnh mắc sai lầm, để tiền đạo Mát O, áo trắng, thoát xuống đối mặt Văn Lâm. Sau khi tự tin dốc bóng tới sát cấm địa, tiền đạo Hồng Kông dứt điểm vào góc trái nhưng Văn Lâm kịp xoạc bóng cản phá xuất thần. Khả năng đối mặt của Văn Lâm luôn được đánh giá cao. Như tại vòng loại 2 World Cup 2022, anh có hai tình huống đối mặt tốt giúp Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 trên sân khách năm 2019. 8 phút sau, hàng thủ Việt Nam tiếp tục để Mát O có cơ hội bên cánh trái. Tiền đạo đang thi đấu tại giải hạng nhất Trung Quốc chớp thời cơ sút xa, bóng chạm nhẹ đầu gối Duy Mạnh rồi dội xà. Văn Lâm ra dấu cho các cầu thủ phòng ngự bình tĩnh hơn. Phút 38, Xà Ngang một lần nữa cứu thua cho Việt Nam. Từ quả đá phạt ở gần đường biên ngang cánh trái, số 10 Uông Quai sút thẳng đưa bóng vòng qua tầm với của Văn Lâm, nhưng bóng chạm mép trên Xà Ngang ra ngoài. Việt Nam chiếm quyền kiểm soát nhưng Hồng Kông vẫn tạo ra được nguy hiểm từ các tình huống cố định hoặc phản công nhanh. Đặng Văn Lâm đa phần kiểm soát tốt không gian vòng cấm. Thủ môn sinh năm 1993 mắc hai lỗi nhỏ khi phá bóng vào chân đối thủ ở hiệp 1 và bắt hụt bóng bổng hiệp 2, nhưng may mắn không bị trả giá. Chung cuộc, Văn Lâm có trận đấu sạch lưới trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Philippe Jussi ở cấp đội tuyển quốc gia. Sân Lạch Tray cũng là nơi Văn Lâm đã gắn bó từ 2014 đến 2019 trong màu áo Hải Phòng. Bàn thắng duy nhất của Việt Nam được ghi ở phút 32 nhờ công Quế Ngọc Hải trên chấm phạt đền. Trước đó, Nguyễn Quang Hải bị phạm lỗi trong cấm địa. Ngày 20 tháng 6, Việt Nam sẽ đá trận giao hữu thứ hai gặp Syria ở sân Thiên Trường, Nam Định. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.